dưới cây làm cổng chào mừng ngày cầu vồng, quả là một ý kiến tuyệt vời. Cảm ơn tí cô nương. Xong. Rõ ràng chuyện này làm bé xì trâm rất vui. Bé xì trâm, để anh là người đầu tiên chúc em một ngày cầu vồng thật xì trâm nha. À, nếu hôm nay mà không có mưa thì sẽ không có cầu vồng đâu. Bây giờ chúng ta có một vấn đề thưa tí vua. Nếu mà hôm nay không mưa thì không thể có cầu vồng. Và nếu không có cầu vồng thì không thể có ngày cầu vồng được thưa tí vua. Đúng vậy tí cận. Chúng ta chưa từng có một ngày cầu vồng nào mà không có cầu vồng hết đó thưa tí vua. Đúng luôn tí cận. Xì Trâm ơi, tội nghiệp bé Xì Trâm quá. Ngày cầu vồng đầu tiên mà lại không có cầu vồng luôn. Đó thật sự là một tình huống thảm họa mà. Thiệt là Xì Trâm. Bảo bảo đảm bé Xì Trâm sẽ không sao mà tí cận. Tí dụng về khi nào cậu mới. Đủ rồi tí cận. Xì Trâm ơi, con xin lỗi thưa tí vua. Ta biết rồi tí dụng về. Dọn sạch lạnh được rồi. Đâu để coi coi. À đây rồi nè. Cầu cầu cây, cầu chó, cầu mèo, cầu tổ, cầu vồng. À cầu vồng. Một hình vòng cung trên trời có nhiều màu sắc nối tiếp nhau, là hình ảnh quang phổ liên tiếp của sự phân tách ánh sáng, phản quang, phản chiếu. Và ồ đúng là nhảm nhí. Ai cũng biết cầu vồng là do mẹ thiên nhiên làm ra để cho bọn Xì Trâm đáng ghét nhiễu sự đó có cơ hội mở tiệc. Ờ, chúng sẽ không có cơ hội mừng ngày cầu vồng lần này đâu. Không một bóng mây trên trời luôn. Đâu có sao, ít ra thì mình cũng hoàn thành tiệc tác mới rồi đây nè. Ngài không thể làm gì sao tí vua, chúng ta phải có cầu vồng mới được. Ta e là chuyện thời tiết hầu như đều phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên tí cô nương à. Có khi nào bà ấy quên không? Bà ấy già quá rồi. Ủa, con xin lỗi thôi tí vua. Không sao đâu tí cô nương. Bận biểu. Ôi thật là mệt mỏi. Tôi nói ông nghe nè cha thời gian, tôi chưa từng có mùa nào như vậy hết. Băng ở Bắc Cực thì tan, tuyết thì rơi giữa sa mạc, rồi còn núi lửa nữa. Tôi không còn thời gian giải quyết mấy khu gần đây luôn đó. Thêm trà nữa không? Cảm ơn, nhưng tôi không còn thời gian nữa. Ông nói cái gì mà mắc cười vậy cha thời gian? Ông có tất cả thời gian trên thế giới này mà. Thì vấn đề là ở chỗ đó đó. Giờ thì tôi phải đi đây. Thôi được, nhớ quay lại đó nha. Biết rồi. À mà đúng rồi, hôm qua tôi có gặp một thần lùng ở trong rừng. Ông ta phàn nàn là... Ừ, tôi biết rồi. Không có cầu vồng thì không có việc. Và cả những Xì Trâm tội nghiệp nữa. Hôm nay là ngày cầu vồng mà. Tôi ghét phải làm họ buồn, nhưng tôi còn một núi lửa phải giải quyết nữa. Ôi bận rộn ngập đầu luôn đó chứ. Có tiếng gì vậy? Nè tí lười, mọi người đang xì trong cái gì vậy? Là điệu múa cầu mưa đó tí vua à. Mấy cậu ấy đang cố gắng cầu mưa. Thú vị quá. Nghe nói là ở chân cầu vồng có hũ đựng rất nhiều vàng phải không? Hũ vàng là do một thần lùng để ở đó mèo Ara. Không biết chúng lấy đâu ra số vàng đó chứ. Xin chào. Tí vua hả? Xin chào. Mời vào. Ôi tí vua rất vui được gặp ông. Cảm ơn mẹ thiên nhiên, và tôi cũng rất vui khi gặp bà. Tôi biết là nói điều này nghe có vẻ không tưởng mẹ thiên nhiên à. Tôi đang nghĩ là có khi nào tôi biết bà thật sự rất bận, nên tôi đánh bảo suy nghĩ rằng biết đâu tôi sẽ có thể giúp được bà. Ôi tí vua, ông thật là tốt bụng. Còn gì hơn nữa chứ. Đương nhiên là ông có thể giúp ta rồi. Đúng rồi mèo Ara, trời sắp mưa rồi. Ta có thể cảm nhận được nó rất gần. Và ta sẽ sẵn sàng. Thần lùng nhà vàng của ngươi, ta sắp tới rồi đây. Ta chắc là ông sẽ không gặp rắc rối đâu tí vua. Cứ theo chính xác công thức mà làm đi. Chính xác. Ừ, thì vậy đó tí vua. Ông biết và cả ta cũng biết là không có công thức nào chính xác mà, đúng không hả tí vua? Đúng rồi. Chà, ta thật sự phải đi rồi. Gửi bé Xì Trâm nụ hôn của ta nha. Dĩ nhiên. Chúc vui vẻ nha. Các Xì Trâm của ta, mẹ thiên nhiên rất tốt bụng đã cho ta mượn cuốn sách cầu vồng của bà ấy. Yeah!
Ta biết chúng ta không thể sánh bằng phép thuật, nguyên liệu, kinh nghiệm hay bí mật của bà ấy được. Nhưng với sự giúp đỡ của Tí Tham Ăn và sự giúp đỡ của tất cả các con, ngài cầu vồng sẽ sớm tới với chúng ta thôi. Yeah! Bé Sì Trâm ơi, chị mừng cho em quá. Tí Khéo Tay. Dạ thưa Tí Vua. Đây là bước cho kế hoạch rất đặc biệt này, nhớ làm thật chính xác. Dạ Tí Vua. Tí Cô Nương, ta cần 12 bông hoa violet. Dạ thưa Tí Vua. Tí Tham Ăn, hãy lấy khuôn bánh pudding ra và đảm bảo nó thật sạch sẽ đó. Mình cần cậu giúp, Tí Nhạc Sĩ ơi. Một thùng sơn tím và 12 bông hoa violet. Xong. Một thùng sơn xanh và 12 bông hoa chuông xanh. Xong luôn. Một thùng sơn xanh lục và 12 lá cây xanh. Rồi luôn. Một thùng sơn vàng và 12 cái bánh bơ vàng. À, chỉ có 11 cái bánh và 12 hộp bơ vàng thôi. Sao? À, xin lỗi nha Tí Vua, nhưng con không có son vàng. Xin lỗi Tí Vua, con đã lấy hết màu vàng để hoàn thành kiệt tác mới này của con mất rồi. Con đã đề nghị cậu ấy cạo màu vẽ ra rồi đó Tí Vua. Nhưng ôi không, đó chính là hành vi phá hoại mà. Không thể chấp nhận được, nghệ thuật phải được ưu tiên chú Sì Trâm ơi. Tí Cận. Dạ, thưa Tí Vua. Đủ rồi, tại sao chỉ có 11 cái bánh bơ vàng? À, tại con chỉ làm có 12 cái. Nhưng mà thật ra thì con đã cho bé Sì Trâm một cái. Không có công thức nào chuẩn xác được hết. Ơ Sì Trâm ơi, Tí Vua ơi, có hiệu quả rồi nè. Còn hơn cả một kiệt tác nữa. Phải, còn hơn cả một kiệt tác. Sao mà dễ thương quá. Có mây, mây đủ màu kìa. Kế hoạch đặc biệt sẵn sàng rồi chứ Tí Khéo Tay? Dạ rồi Tí Vua. Bắn đi. Mèo A Ra, mưa rồi kìa. Sì Trâm bị mưa rào nước đổ ào ào, thần lùn đang ngủ ngay ở phương nào. Đợi khi hắn đem vàng đi giấu thì ta sẽ tới lấy ngay ngày hôm sau. Một phút nữa thôi các Sì Trâm nhỏ, Sì Trâm một chút nha. Khi trời ngừng mưa, mèo A Ra, theo sự tính toán tài tình của ta thì chân cầu vồng sẽ ở ngay đó. 10 giây, 5 giây. Kia rồi, thấy rồi kìa. Phải nhanh chân lên, không có nhiều thời gian đâu. Bé Sì Trâm ơi, đẹp quá phải không nè. Tí Vua ơi, Tí Vua, Sì Trâm không ổn một chút nào hết á. Sao Tí Họa Sĩ, có chuyện gì? Ngài không thấy hay sao? Thấy cái gì? Trên cầu vồng không có màu vàng. Không có màu vàng. Đúng đó Tí Vua. Theo con thấy thì rõ ràng ngày cầu vồng hôm nay phải bị hủy bỏ. Thật là không may mà. Thôi đi tiếp cận, cậu hay quá. Niềm tin và vinh quang Tí Vua. Đứa trẻ đó khóc to tới nỗi có thể đánh thức cái chết đó. Nói ta biết đây có phải là do ông tạo ra không? Ta đã từng thấy nhiều cầu vồng nhưng chưa từng thấy cái nào không có màu vàng. Xin lỗi Michael, nhưng bé Sì Trâm đã ăn một cái bánh bơ vàng rồi. Thì sao chứ, ta đâu thấy có liên quan gì trong chuyện này. À, ông cũng thấy đó, mẹ thiên nhiên quá bận rộn chứ. Tôi đã không Sì Trâm chính xác theo công thức. À, thì ra là vậy. Chắc chắn là ta không thể giữ hũ vàng dưới chân một cái cầu vồng chưa hoàn chỉnh được. Chà, Tí Vua ơi, đây không phải là thứ có màu vàng đẹp nhất mà ngài từng được thấy sao hả? Đúng rồi. Vậy là ta có thể đào một ít vàng ở phía bên kia cầu vồng rồi. Tiến hành nhanh thôi. Vàng, vàng, tưởng tượng đi mèo A Ra, một hũ đựng đầy vàng. Phải thật cẩn thận để không làm rớt một hạt vàng nào nha các bạn nhỏ. Tí Khéo Tay, mình mong là nó sẽ hiệu quả. Đúng rồi Tí Pha, cẩn thận nha. Nếu nó hiệu quả thì mình sẽ bất ngờ lắm đây. Sẵn sàng chưa Tí Đô? Sẵn sàng. Bắn. Đó là cái thứ quỷ gì vậy ta? Mong là ông cũng tham gia buổi tiệc chứ Michael.
Cảm ơn nhưng không được tí vua. Ông biết đó, ta còn phải tranh thủ làm một giấc cái đã, rồi sau đó còn thức dậy đào vàng nữa chứ. Nhìn gì mèo Ara, đúng là nó rồi kìa. Ta biết là nó có tồn tại mà. Ôi vinh quang của ta, ngày vinh quang. Nó trống không, mất rồi. Ai đã lấy vàng của ta? Dạ thưa ông sao? Ai đó, ai nói vậy? Trên này nè ông bạn già. Ngươi là ai? Trả vàng cho ta mau, đột tai nhọn. Không có vàng ở đây đâu. Không có sao? Chắc ông tính toán bị sai phương hướng rồi. Đây không phải là chân cầu vồng mà là đầu cầu vồng. Chân cầu vồng nằm ở tuốt bên kia kìa. Tức chết mà. Lên đường thôi mèo Ara, chắc là vẫn còn kịp. Hướng này nè mèo Ara, theo ta nhanh lên. Nhanh lên trước khi nó. Đến đây bé yêu, chúng ta sẽ tới đó. Bọn yêu tinh xấu xa đang ở gần đây. Hãy nhìn kìa bé yêu, là đường vào hang của ông đó. Ông ơi ông, là Fona đây. Ôi trời ơi, thật là sự ngạc nhiên thú vị. Vào đây đi cháu. Giọng của ông bị làm sao vậy? Cháu nghe rất là lạ. Đó là do thời tiết ẩm ướt. Cháu đưa đây để ta bế hoàng tử cho. Cháu nghĩ là nó sợ cái áo choàng của ông thôi. Đưa cái lục lạc đó cho ta. Sao không giống ông chút nào hết vậy? Là bởi vì ta không phải ông của ngươi. Fallon. Phải, Fallon đây. Không ai khác, chính là kẻ khắc tinh của ngươi. Không. Đưa ta lục lạc phép thuật, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đưa đây mau lan, mau không lan. Không bao giờ, đưa đây. Không bao giờ. Cái này gọi là bánh xì trâm nè. Đưa ta cái lục lạc. Hả? Xin lỗi. Ở trên đó ta nhìn ngươi giống một người. Ta không nghĩ ngươi đã từng gặp nữ hoàng tiên và đứa con của bà ta. Nữ hoàng tiên? Không phải, ta nghĩ ngươi không phải. Hên quá à. Mình cứ tưởng là hắn ăn hết bánh của mình luôn chứ. Ôi, ta đang rất đói bụng. Còn đây, được gọi là bánh xì trâm nhiều tầng, nhìn nè. Ôi, nhìn nó thật hấp dẫn. Nè, mấy người ở trên cây. Ôi trời ơi, mấy người định lấy cắp bánh của ông. Tôi thật sự xin lỗi ngài. Mau xuống đây, có ngon thì xuống đây nè, đối mặt mà nói chuyện với ta. Chúng tôi không dám lộ diện ra đâu, bởi vì tên yêu tinh đó có thể phát hiện ra chúng tôi. Được rồi, vậy trả bánh xì trâm nhiều tầng cho ta đi. Mau lên. Ta xuống liền mà bé xì trâm. Ta làm hả? Làm sao ta? Không, ta không có làm được chuyện đó đâu. Mèo Ara. Và nếu tên Fallon độc ác lấy được cái lục lạc phép thuật đó, hắn sẽ kiểm soát được tất cả các tiên nữ và sẽ gây hại cho khắp khu rừng. Ôi trời, thiệt hả? Những trái dầu xì trâm này thật là ngon. Bây giờ, ngày xì trâm tí tham ăn, tôi cần quay về dùng đất tiên. Mọi người chắc đang lo cho tôi lắm. Được rồi. Thôi nào, tới em bé, tới giờ về nhà rồi. Thôi mà, chúng ta sẽ có dịp gặp lại mà. Một đứa bé dễ thương ở tận trên ngọn cây cao, một ngọn gió thổi qua. Tí tham ăn, cả xì trâm đang rất lo cho hai cậu. Nhìn đứa bé tội nghiệp kìa, nó gần như kiệt sức rồi. Mình cũng vậy. Trời ơi,
nó ướt nhẹp luôn rồi nè. Phải làm gì đây Tí Cận? Tí Dụng về, cậu không biết gì về cách chăm sóc em bé hết á. Giờ mình sẽ dạy cậu làm thế nào để thay tã. Ờ, thôi Tí Cận à, mình sẽ làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà chuyện này thì không được. Bất cứ chuyện gì? Thôi được, vậy thì mình sẽ thay tã đây. Xì Trâm ơi, giống như là có con gió lốc đi qua đây vậy. Hãy mau xì Trâm sạch cái bàn để mình thay tã cho em bé ở trên đó. Xin lỗi. Thôi được rồi Tí em bé ơi, Tí Cận sẽ thay tã cho em chỉ trong một phút. Tí Dụng về lấy cho mình chai phấn em bé ở trong tủ. Ờ, có liền Tí Cận. Tí Dụng về, Tí Dụng về, Tí Dụng về, mau dọn dẹp cái đống lộn xộn đó đi. Wow. Nè Tí Cận, sao cậu làm được hay vậy? Mình đâu có làm, mình nghĩ đó là Tí em bé làm á. Nè nè nè, Tí em bé quay lại đây. Xin Trâm ơi, Tí em bé bay như mà. Dừng lại đi Tí em bé ơi. Xì Trâm ơi. Ai đó xì Trâm Tí em bé lại đây. Các cậu đã phá vườn hoa của mình. Thật là đẹp lộng lẫy. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật mà. Ôi xì Trâm ơi. Tí Dụng ơi, Tí em bé biến thành ma rồi. Là pha lên. Bây giờ tiên nữ Fana hãy nói lời dẫn bẹt đây. Người đã có lục lạc rồi, xin người hãy tha cho hoàng tử, tao gian ngươi. Dạ, quăng nó vào đàn voi. Không, làm vậy thì tàn ác quá. Sao nó không hoạt động, Fana? Có bí mật gì vậy? Ta nhất quyết không nói cho người biết đâu. Ta sẽ có cách để bắt người phải nói. Nè Tí em bé, hãy mau xuống đây trước khi em té xuống và bị đau, biết không? Thôi mà Tí em bé, ở trong rừng sâu rất là nguy hiểm á. Buddy Clap. Buddy Clap? Nhưng Buddy Clap là cái gì? Người dám đánh lừa ta, Fona. Cái lục lạc em bé này rõ ràng không phải là cái lục lạc phép thuật. Các người nghĩ ta là thằng ngốc hay sao hả? Còn tệ hơn thằng ngốc nữa, Fallon, ngươi là một con quỷ. Được, lão già kia nói hay lắm, nhưng muốn cứu hắn người phải nói ra. Đừng nói hắn biết, Fona. Số phận của tất cả loài tiên đang nằm trong tay của con đó. Ngươi cứ làm những gì mà ngươi muốn, Fallon. Ta không thể nào phản bội thần dân của mình được. Đừng có nói cái giọng điệu như một nữ hoàng tốt, Fona, mà hãy nói ta nghe lời của người mẹ tốt kìa. Fallon, ngươi đừng làm bậy. Sao mama, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thôi được, Fallon, ngươi đã thắng. Cái lục lạc đó hiện đang nằm trong tay của Tí em bé. À, ta biết rồi, là lũ sinh vật màu xanh. Ta đã để hai đứa bé đổi lục lạc với nhau. Tí em bé à, hãy mau xuống đây ngay lập tức đi. À, chúng ta hết cách rồi Tí Dụng về, không ăn thua gì rồi. Chúc một ngày tốt lành các bạn xì Trâm. À, anh bạn Tiên. À, tôi rất vui nếu anh bạn giúp đỡ chúng tôi làm một việc này. Được thôi. Bạn có thấy đứa bé ở trên cây không? Ôi trời ơi, một đứa bé ở trên cây hả? Xì Trâm ơi, hay quá. Anh bạn Tiên có thể mang đứa bé xuống giùm chúng tôi không? Ta rất sẵn lòng. Bé dễ thương. Xuống với Fallon. Rồi chúng ta sẽ tạm biệt. Wow, tên quỷ nhỏ kia. Ta sẽ bắt ngươi trả. Tí vua thấy không? Tí em bé là ma thiệt rồi. Tí em bé hãy xuống đây với ta. Làm ta có ba đồ binh gì? Đây không phải lục lạc thường. Bằng bạc nguyên chất và được chế tạo rất tinh xảo, rất đẹp và có phép thuật. Ngài cần gặp con hả, thưa tí vua? Tí tham ăn. Con xì Trâm, Tí em bé đi cắm trại, con có gặp phù thủy hay yêu tinh hoặc tiên nữ không vậy? Dạ có, thưa tí vua. Một nữ hoàng tiên cùng con trai là hoàng tử Benquist. Tí em bé và hoàng tử đã đổi lục lạc với nhau. Phải, và ta tới đây để đổi chúng lại.
Valon, cái kẻ thù của loại tiên. E rằng đúng vậy chứ thật. Đưa ta cái lục lạc phép thuật. Nhưng nó là cổ nữ hoàng Fauna và hoàng tử Benquist mà. Nếu ngươi không chịu đưa cho ta thì Benquist, Fauna và ông của chúng sẽ tiêu đời. Tí thăm ăn, chúng ta không còn cách nào lựa chọn nên đành phải xì chung cho hắn thôi. Nhanh lên tí thăm ăn. Chim vũ, tí cận, tí dụng về bảo tới đây. Hãy đi theo Fallon tới lâu đài của hắn. Nhưng thưa tí vua, nếu Fallon dùng lục lạc phép thuật chống lại chúng ta thì sao? Ta đã xì trâm lên cái lục lạc bột chống lại phép thuật rồi, nó sẽ có hiệu nghiệm trong vòng 1 giờ. Nhưng nếu chúng ta phải mất hơn 1 giờ mới xì trâm tới được lâu đài. Như vậy thì Pha Long sẽ xì trâm toàn bộ vùng đất phép thuật và sẽ gây hại cho toàn thế giới. Nhanh lên chim vũ, nhanh lên. Ôi, giấc mơ của ta sắp thành sự thật. Lục lạc phép thuật cuối cùng cũng thuộc về ta. Từ từ đã sắp ra. Rồi ngươi cũng được ăn tiền hoàng gia. Có tới 3 thành viên của hoàng gia lận. Fallon, tên quá chừng. Ngươi đã có lục lạc sẽ còn tiêu diệt bọn ta chứ. Hay, con người của ta là vậy mà. Fauna, hãy nhìn kìa. Các xì trâm. Xì trâm, ta đã biết cách đối phó các ngươi rồi. Gì vậy? Lục lạc đã mất phép thuật rồi Fallon, đầu hàng đi. Lục lạc ngu ngốc, mau làm phép thuật ra lệnh ngươi. Ngươi giỏi lắm lão tí vua, ngươi đã có lục lạc phép thuật. Nhưng ngươi cũng không thể dùng được giống như ta thôi. Ngươi không còn cách nào cứu được chúng đâu, lão tí vua. Người chiến thắng vẫn là ta đây. Một chống lại phép thuật sẽ mất hết hiệu nghiệm trong vài giây nữa. Coi nào lục lạc phép thuật. Nhưng mà thưa tí vua, ngài có chắc là không cầm lộn cái lục lạc lần nữa chứ? Không, tí dùng về đây chính là lục lạc thân. Làm ơn tí vua, mau làm gì đi. Coi nào lục lạc, mau lên mau lên mau lên, làm phép thuật đi. Tí vua ta ra lệnh cho ngươi. Cái vàng của ta, ngươi đã phá hủy nó rồi. Ta chưa xong việc với ngươi đâu, tên nhóc Benquist. Ngươi nữa, lão tí vua. Ta sẽ sửa lại ngài vàng. Và sẽ có ngày, ta sẽ lấy được lục lạc phép thuật. Mau câm miệng lại. Đã tiến vào khu rừng bóng tối và cậu ta xì trông thấy tiếng chân của ai đó từ đằng sau chậm chậm xì trông tới. Bất thình lình một bàn tay thô kịch đầy lông lá xì trông lên vai cậu ta. Ở đằng sau kìa, coi chừng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nè, bị lừa rồi. Chỉ là cái bóng của mình thôi mà các cậu lại sợ tới vậy sao? Mình đã biết ngay từ đầu rồi. Mình giả bộ thôi chứ gì mà sợ. Trời ơi, có tiếng gì kìa. Là anh bạn cứu mèo thôi, đừng sợ. Cảm ơn anh bạn. Để xem thư của ai đây. Là tin báo từ mẹ thiên nhiên. Ta phải đến gặp bà Tăng ngay. Bà Sì Trâm, tôi đến có chuyện gì vậy thưa mẹ thiên nhiên? Cảm ơn vì đã đến đây tí vua. Chẳng qua là ta Bà không sao chứ mẹ thiên nhiên? Cảm ơn tí vua, tôi không sao đâu. Tôi chỉ bị cảm nhẹ do thời tiết hơi lạnh thôi mà. Tôi sẽ trông rồi. Ngày mai tôi phải làm cho cây cối đâm chồi. Nhưng tôi sợ là không để ra ngoài khi đang bệnh như vậy nè. Tất nhiên rồi, bà nên nghỉ ngơi. Nhưng nếu ngày mai tôi không ra ngoài thì cây cối sẽ không thể ra hoa kết trái vào mùa xuân này được. Ôi, thật kinh khủng. Bình thường thì tôi sẽ nhờ cha thời gian giúp đỡ. Nhưng hiện giờ ông ấy đang bận việc ở bên ngoài. Tôi hiếm khi nhờ vả người khác lắm. Tôi có thể giúp được gì đây? Trong cái chai này có chứa một loại phấn hoa rất kỳ diệu. Ngày mai ông hãy leo lên những nhánh cây cao nhất của cây sồi vĩ đại và nói: hỡi những nhánh cây khô cằn, hãy đâm chồi, hãy nảy lộc, hãy hồi sinh và ra hoa kết trái. Sau đó ông hãy rắc phấn hoa kỳ diệu này xung quanh ngọn cây. Nhưng xin hãy cẩn thận, bởi vì ma thuật của loại phấn này rất mạnh.
Và một điều nữa, ông hãy sử dụng loại phấn hoa này trước khi mặt trời lặn vào ngày mai. Bà đừng lo, tôi sẽ xịt chúng nó vào buổi sáng. Tí Dù, tôi thật sự rất biết ơn ông. Xin lỗi. Chúc bà sớm xì trưng. Con xin chào Tí Khéo Tay. Ta có một nhiệm vụ từ mẹ thiên nhiên, cần con xì trưng một tay. Chẳng lòng thưa Tí Vua, nhiệm vụ đó là gì vậy? Đơn giản thôi, chúng ta sẽ xì trưng lên ngọn cây sồi vĩ đại, nên cần có dây thừng. Tí Vua chắc chắn sẽ hết hồn với món quà này cho coi. Mình hết ruy băng rồi. À phải ha, mình nhớ là có miếng ruy băng dùng để cột bức thư mà cú mèo mang tới cho Tí Vua mà. Đó đây rồi. Ngon lành, món quà của mình vậy là xong. Tí Vua không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì đâu. Con xin hứa là sẽ coi sóc mọi thứ tốt đẹp khi Tí Vua vắng mặt. Ta cũng hy vọng là vậy, Tí Cận. Con đảm bảo là Tí Vua đã chọn đúng người để quỷ thác rồi đó. Được rồi, Tí Khéo Tay, chúng ta sẽ trông nhanh thôi. Tí Vua ơi, Tí Vua ơi, con có quà cho Tí Vua nè, ngạc nhiên chưa? Được rồi, cảm ơn Tí Phá, nhưng ta có chuyện gấp nên thôi, để Tí Cận xì trông dùm ta nghe. Nhưng mà Tí Vua ơi, ở nhà ngoan nghe, cách xì trông nhớ bảo trọng nha Tí Vua. Chà, đây chắc chắn là một món quà thú vị. Nếu Tí Vua biết mình nghĩ bên trong hộp quà này một chút, chắc ngài không khó chịu đâu ha. Cậu Tí Phá này, bộ hết chuyện làm hay sao mà cứ bày trò nghịch ngợm hoài vậy? Mà sao mình xui vậy không biết nữa. Tí Phá ơi! Nghe nhẹ nhàng lắm Tí Khờ, chỉ cần chặt một cái là xong. Cậu chắc chứ? Chắc, dễ như ăn bắp. Này cậu thử đi. Làm thử đi Tí Khờ, hãy xì trùm nó ngay và luôn. Thử nha, tôi chặt luôn. Tí Đồ, trời ơi, không ngờ là mình lại mạnh tới như vậy á. Xì trùm ơi, mình chỉ muốn úp mặt vào cái bánh này thôi, ngon không chịu nổi. Chào Tí Tham Ăn, một loại bánh mới hả? Nhìn cũng ngon lắm đó. Chuyện này không vui chút nào, ở Tí Phá. Mình cũng xì trâm y chang cậu. Tí Cẩm ơi. Xin chào, Tí Con Nương. Không biết là cậu có thể sửa giùm mình mấy cái váy có được không? Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Nơi đây luôn chào đón Tí Con Nương. Cứ đem chúng đến chỗ của mình sẽ sửa lại đẹp hết chỗ chè luôn. Cảm ơn Tí Thảm Mai, mình sẽ xì trùm nó tới đây liền. Có phải đây là trò nghịch ngợm do cậu xì trùm ra không hả Tí Phá? Không, mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng mà mắc cười không chịu nổi. Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, lúc đó đừng có hối hận đó nha. Nhưng Tí Cô Nương à, đâu phải mình. Ngạc nhiên chưa, cái gì đây ta? Chắc hẳn là quà của người hâm mộ mình thôi. Trò này là độc quyền của mình mà. Có người đang bày trò ở đây, và chắc chắn đó không phải là mình. Cao thêm chút nữa Tí Khéo Tay. Con làm ngay đây Tí Vua. Được rồi, tiếp theo mình sẽ phải xì trong cái gì đây ta? Nhớ rồi. Hỡi những nhánh cây khô cằn, hãy đâm chồi, hãy nảy lộc, hãy hồi sinh và ra hoa kết trái. Không, có chuyện gì vậy thưa Tí Vua? Cái chai trống không, chuyện gì đã xảy ra? Có thể ai đó đã đổ hết phấn ở trong chai. Ôi, ta hy vọng là không. Xì trâm ta xuống dưới ngay, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này trước hoàng hôn. Điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Mình muốn hỏi các xì trâm ở đây, xì trâm nào đã xì trâm những ý tưởng phá phách của mình vậy? Xì trâm ý tưởng phá phách là sao? Ai mà thèm? Đừng có giả bộ xì trâm với mình nha. Mình cho các cậu một cơ hội cuối cùng để tự thú đó. Tiếc
cẩn nha, cậu có nhận thấy điều gì bất thường ở Tí Phá không? Tất nhiên rồi, với cái kiểu thích phá làng phá xóm đó thì làm sao mà cậu ấy bình thường được. Đó không phải là điều mà mình muốn nói. Cậu không thấy sao, Tí Phá không hề có bóng như những gì Trâm khác. Nghe đây, chỉ mình mình được phép sở hữu độc quyền những trò phá phách trong ngôi làng này. Trời ơi, thấy rồi. Nè Tí Phá, cái bóng của cậu đâu mất tiêu rồi? Bóng bậy gì? Không, nên cái bông của mình mà cũng bị trộm mất là sao? Mấy cái bánh ngọt của mình cũng mất tiêu luôn. Hiện giờ bánh của cậu đang ở trên mặt của mình nè, Tí Tham Ăn. Mọi người, đó là bông của mình, đừng có xì trong một chỗ nữa, bắt nó. Đó chính là kẻ phá hoại chúng ta cả ngày hôm nay đó. Tình ta không hiểu nổi chuyện gì đã xì trung với chai phấn qua này. Chuyện gì đã xảy ra? Tí Du ơi, cái bóng của Tí Phá tự nhiên cử động và nó phá phách tất cả mọi người trong làng. Tự nhiên cử động hả? À, chắc chắn là do ma thuật của phấn qua này rồi. Nhanh lên, phải bắt ra được cái bóng đó. Bắt được nó rồi, bắt được rồi. Dừng lại, dừng lại, cắt xì trong của ta, dừng lại mau. Không, cái bóng của mình trốn mất tiêu rồi. Rắc rối lớn rồi, giờ sao đây? Giờ phải làm sao chứ vua? Chia ra và đi tìm khắp nó nhanh lên. Chúng ta phải xì trong nó trước khi mặt trời lặn. Cậu tìm thấy nó chưa vậy Tí Cận? Sao cứ 5 phút là cậu lại hỏi mình vậy hả Tí Khờ? Tí Cận à, nhìn kìa. Là cái bóng của Tí Phá. Bắt nó mau. Còn chạy nữa hả? Chạy nè, chết ta rồi, đau quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Là ta mà. Con xin lỗi Tí Vua, tụi con lộn. Nè Tí Quạo, có nhìn thấy cái bóng của Tí Phá không? Mình ghét cái bóng của Tí Phá. Có thể nó trốn ở đằng kia. Mình ghét đi đằng kia. Người tính xì châm đi đâu vậy hả tên giả mạo kia? Nè, đứng lại mau, lần này ngươi không chạy thoát được đâu. Bắt được ngươi rồi nha. Ngươi muốn đánh nhau với ta hả? Được rồi, tưởng ta sợ ngươi chắc. Đau quá, ngươi là cái đồ ba trận. Cái bóng của mình bất tỉnh rồi. Tốt, tốt lắm, Tí Phá. Nhanh lên, các sĩ trung của ta. Chúng ta phải đưa cái bóng này đến cây sồi diễn đại trước hoàng hôn. Nếu không thì cả khu rừng này sẽ chết. Hỡi những nhánh cây khô cằn, hãy đâm chồi, hãy nảy lọc, hãy hồi sinh và ra hoa kết trái làm đi. Hoàng hôn. Chúng ta thành công rồi, các sĩ trung. Vậy còn cái bóng của con nó đâu ạ? Nó ở đây nè Tí Phá. Không, sao mà nhìn te tu tơi tả vậy? Cậu đừng lo, cứ đem nó về ngôi làng đi. Mình sẽ sửa nó lại y như mới cho cậu. Cậu sẽ có là cái bông thôi. Ha, mùa xuân đã đến thật rồi. Chào mẹ thiên nhiên, chắc là bà đã khỏe lại rồi phải không? Cảm ơn Tí Vua, tôi đã khỏe rồi. Và tôi rất mừng khi thấy mùa xuân đã đến đúng như dự định. Tôi rất biết ơn ông Tí Vua. Tiếng của ai ra vậy ta? Là Tí Thợ Mai đang xì trung cái bóng của Tí Phá lại đó mà. Bóng của Tí Phá sao? Bà đừng lo, đây chỉ là một tai nạn nho nhỏ thôi mà. Tay nghề của Tí Thợ Mai đúng là xì trung hết chỗ chê. Ta rất vui khi mọi thứ đã xì trung lại bình thường. Con cũng thấy vậy đó Tí Vua ơi. Hình như vẫn chưa ổn. Nhưng mà thôi kệ đi.